Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SPTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SPTN Morning được đài truyền hình SPTN trực tiếp truyền hình tiềm năng California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu, từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ hai 17 tới tháng 6 năm 2019. Xin chào Mai Phi Long. Xin chào Đỗ Dũng, kính chào quý khán giả. Chú ý thân khán giả tại truyền hình SPTN sáng ngày hôm nay là nhiều tin tức vô cùng nóng hổi. Và bây giờ không biết thì chúng ta có sự lựa chọn một cái tin vui mở đầu cho chương trình hay là chúng ta vào ngay chuyện nóng hổi anh Dũng? Anh đòi nóng hổi ngay từ đầu rồi thì xin mời anh luôn. Dạ, thì bây giờ nóng hổi luôn không anh Dũng? Dạ. Thì thưa quý vị, chuyện xảy ra ở tại Hồng Kông và những cái gì mà xảy ra đây vào ngày hôm qua, thưa quý vị, phải nói rằng là chúng ta chưa từng thấy những cái gì mà diễn ra tại Hồng Kông trong một tuần lễ vừa qua. Một cái sự lùi bước của phía chính quyền. Và ngày hôm qua, theo các nhà tổ chức nói rằng là hơn 2 triệu người Hồng Kông xuống đường. Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua, thưa anh Đỗ Dũng? Thưa quý vị, chúng ta biết là Hồng Kông trong những ngày qua có nhiều cuộc biểu tình bắt đầu từ Chủ nhật tuần trước mà các nhà tổ chức nói là có 1 triệu người tham gia, bên cảnh sát nói là có khoảng 250.000 người. Sau đó thì giới chức Hồng Kông cho biết là ngày thứ năm họ dự trù sẽ thông qua cái dự luật dẫn độ và ngày thứ tư họ thảo luận. Thì ngày thứ tư lại xảy ra một cuộc biểu tình lớn khác, chặn các con đường đến tòa nhà lập pháp. Thì qua đến ngày thứ bảy thì thưa quý vị, bà Carrie Lam là đặc khu trưởng Hồng Kông đã lên nói cho biết là hoãn vô thời hạn cái dự luật này, chứ không bỏ. Và bà nói rằng là muốn Hồng Kông trở lại cuộc sống bình thường, nhưng mà những người phản đối thì không chịu. Và ngày hôm Chủ nhật, ngày hôm qua thì tin cho biết là có khoảng 2 triệu người đã đến biểu tình tại khu trung tâm tài chính cũng như tại trung tâm thành phố của Hồng Kông. Trên màn hình quý vị thấy là một biển người mặc áo màu đen, và bởi vì họ vẫn không chịu cái quyết định của Hồng Kông. Họ nói rằng họ muốn bỏ luôn cái dự luật đó chứ không có hoãn lại. Và trước khi mà có cái cuộc biểu tình này thì vào chiều thứ bảy, bà Carrie Lam cũng đã đưa ra một thông cáo báo chí xin lỗi nhân dân Hồng Kông là đã coi như là đưa ra cái dự luật này trong thời gian qua và không có giải thích đầy đủ. Và bà nói rằng là sẽ tiếp tục làm việc với tất cả mọi thành phần trong xã hội Hồng Kông để có một cái dự luật hoàn hảo hơn. Nhưng mà bây giờ người dân Hồng Kông bảo không có hoàn hảo gì cả, dẹp luôn. Bởi vì họ nói rằng nếu mà có thể bấm nút ngừng thì có thể bấm nút play anytime. Chúng ta biết trong cái máy cassette nó có chữ pause, play, stop. Nhưng mà pause tức là ngừng. Ngừng là khi nào mà play là nhấn nút. Bây giờ họ muốn là nhấn nút nghĩa là no luôn, tức là cancel luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì bên Hồng Kông chưa có chuyện này xảy ra. Và ngày hôm qua đó là 2 triệu người ra biểu tình. Theo những nhà tổ chức cho biết là để họ đòi hỏi là thành phố này phải dẹp luôn cái dự luật đó. Đó là tình hình mới nhất thưa anh. Vâng, và trong cái... những gì mà xảy ra vào cái đêm ngày hôm qua giữa cái biển người mênh mông đó thì có một cái đoạn video clip được tung ra. Trong cái cảnh video clip này, thưa quý vị, chúng ta thấy, chúng ta nên xem để chúng ta có một cái nhận xét về người Hồng Kông. Xin bạn kỹ thuật cho xem hình ảnh mà giữa biển người mênh mông như thế này thì những chiếc xe cứu thương cần đi ngang khu vực này đã xảy ra chuyện gì. Quý vị nhìn xem, biển người mênh mông như thế, xe cứu thương đi tự xe cứu thương chạy đến, tự nhiên là nguyên cả đoàn người họ dạt sang hai bên, họ dạt sang hai bên một cách giống như là một cái team ra mà đi đồng diễn vậy đó anh Dũng. Giống như đi đồng diễn, thưa quý vị, chúng ta có thể nào chúng ta tưởng tượng được giữa biển người mênh mông mà trong cái khí thế gọi là đấu tranh mà vô cùng căng thẳng và sôi nổi như thế này mà các xe cứu thương đi ngang mà người dân họ tạt qua bên đường, thì điều đó nói lên điều gì? Người ta biểu tình thực sự ra thì trật tự. Cái điều này thì chúng ta cũng đã biết từ lâu rồi. Người Hồng Kông từ năm 2014 khi chúng ta có mặt ở đó, chúng ta đã thấy rồi. Và chúng ta để ý cái biểu tình Chủ nhật này đó thì cảnh sát gần như là không có. Giống như năm 2014 ta biểu tình, cái việc biểu tình cảnh sát không cần có mặt ở đó. Bởi vì dân Hồng Kông họ đã ý thức cao, họ không có chuyện là đập phá hay là bạo động hay này kia, họ chỉ đi ra đường thôi.
Thì đó là cái chuyện rất bình thường, nó khác với cuộc biểu tình hôm thứ tư, nó có bạo động xảy ra, là bởi vì người ta chặn đường để không cho các nhà lập pháp đến cái tòa nhà Quốc hội Hồng Kông, thì cảnh sát ra ngăn cản để mà giải tán thì nó mới xảy ra cái chuyện bạo động. Còn nếu mà biểu tình để mà bày tỏ quan điểm thì bên Hồng Kông thì gần như cảnh sát họ không làm gì cả, họ cũng chả phải ra canh chừng gì cả. Người dân họ tự ý thức cái chuyện đó, thành thử ra mà đã ý thức đến gọi là mức độ gọi là cái gì, có số má đó, có trình đó, gọi là trong nước gọi là có trình đó, anh biết có trình là gì không? Trình độ đó. Đó, 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 có trình đó, đó. Thì thưa anh, không chỉ một xe cứu thương mà hàng ngàn xe cứu thương đi vô, họ vẫn dạt ra thôi, không có vấn đề gì cả, bởi vì họ rõ ràng biểu tình là một chuyện, phá hoại là một chuyện khác, họ không có cản trở gì cả. Ngay cả xe cảnh sát hay xe của ai đi vô, chúng ta đã chứng kiến chuyện này rồi, là họ không có gì bạo động cả. Thì cái đó chuyện cũng, nếu mà chúng ta hiểu người Hồng Kông thì phải nói chuyện đây cũng rất là bình thường thôi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì đây là một cái điểm mà chúng ta lưu ý, tại vì không phải là các quốc gia dân chủ mà có được những cái hình ảnh biểu tình một cách ôn hòa, tự phát, tôi muốn nói sự tự phát của người dân Hồng Kông như những gì chúng ta vừa chứng kiến. Ở bên Pháp xảy ra trong cách đây vài tuần lễ, về cái chuyện, không phải vài tuần lễ, cả mấy tháng trời luôn, phong trào áo vàng, là đập phá toàn bộ Paris, không còn cái gì hết. Rồi ở tại Hoa Kỳ, chuyện xảy ra ở Charlotte, thành phố Virginia, đánh nhau rồi chết người, cán nhau bạo động, thưa quý vị. Ở nhưng mà ở Hồng Kông, một quốc gia mà nhiều người Việt Nam chúng ta rất chúng ta cảm thấy rất xem thường họ. Nhưng mà thưa quý vị nhìn những trên màn ảnh, quý vị thấy rõ ràng là làm họ thể hiện một cái trình độ dân chủ và một cái trình độ văn minh hơn hẳn. Đó là chuyện mà chúng tôi nhận xét về về cái chuyện Hồng Kông, về cái người dân ở đây. Bây giờ sang qua chuyện chính trị tiếp tục, thưa quý vị. Không, xin lỗi để nói tiếp. Thực ra thì trong mấy ngày qua Hồng Kông thì biểu tình không phải là không có người bị thương, có tới 80 người bị thương. Nhưng bị thương không nghe nói là nặng lắm, nên là đụng chạm này kia giữa cảnh sát, người biểu tình, rồi những nhà báo, là có tổng cộng là 80 người và có một người thiệt mạng. Người thiệt mạng này không phải do biểu tình, mà là người thiệt mạng này là leo lên trên lầu để treo cái tấm bảng, cái banner, đã cái bị tai nạn. Đã bị tai nạn. Thì ngày hôm qua những người biểu tình cũng lập một cái gọi là một cái đài tưởng niệm giã chiến, và họ đã để hoa ở chỗ đó. Thì đó, nói chung là hôm thứ tư, từ chủ nhật qua thứ tư, từ chủ nhật tuần trước qua tới thứ tư tuần trước, thì có 80 người bị thương, còn và một người bị thiệt mạng là vì tai nạn. Còn ngoài ra thì hôm qua chúng tôi chưa nghe chuyện gì cả. Vâng, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, thì trong trở lại cái chuyện mà chính trị, thưa quý vị, bà Carrie Lam là đặt coi như là người điều khiển người chính phủ, đại diện chính phủ của Hồng Kông hiện tại, bây giờ đặt khu trưởng của Hồng Kông, bà trong ngày hôm qua đã xuất hiện và lên tiếng xin lỗi người dân Hồng Kông. Bà nói bà rất là đau lòng trong khi mà chứng kiến những gì đang xảy ra, và nói bà trong lòng bà không có một cái điều gì mà muốn làm là tai hại, cho gây ra một sự tai hại cho Hồng Kông. Thì đó là lời tuyên bố xin lỗi của bà. Nhưng mà người biểu tình, thưa quý vị, không có hài lòng với những cái lời xin lỗi đó, và họ đòi bà từ chức. Và một trong những cái tiếng nói mà mạnh mẽ nhất mà đòi bà Carrie từ chức này đến từ một người cựu lãnh đạo phong trào biểu tình năm 2014. Đó là ai, thưa anh Dũng? Đó là anh Joshua Wong, năm 2014 mới 17 tuổi thôi, năm nay anh đã 22 tuổi. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày anh vừa mới ra tù, sau khi anh bị ngồi tù 2 tháng vì những cái tội mà người ta nói rằng là liên quan đến biểu tình trước đây. Thì khi ra khỏi nhà tù thì người ta đã gọi là tập trung phỏng vấn anh và chú tâm vào anh, coi như bây giờ anh trở thành lãnh đạo của biểu tình giống như năm 2014. Và quý vị sau đây sẽ nghe cái lời phát biểu của anh, phải nói rất là đanh thép và nói thẳng tên chủ tịch Tập Cận Bình cũng như bà Carrie Lam. Xin mời ban kỹ thuật cho nghe đoạn này chút xíu. Join the demonstration and protest within the past few weeks. It shows the spirit and dignity of Hong Kong people. What we ask for is such urge Carrie Lam, the evil chief executive, should withdraw the extradition amendment. And what we try to do is just through civil disobedience and direct action, and let the whole world, let the international communities to realize that how Hong Kong people will not keep silence under the. Và thưa quý vị, anh Joshua Wong đã nói là hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình trong vài tuần qua, cho thấy tinh thần và nhân phẩm người Hồng Kông. Điều chúng tôi muốn là yêu cầu bà Carrie Lam phải từ chức và phải bãi bỏ luật dẫn độ. Điều mà chúng tôi muốn là chỉ thông qua bất tuân dân sự và các hành động trực tiếp cho cả thế giới và cộng đồng quốc tế thấy rằng
người dân Hồng Kông sẽ không im lặng trước sự đàn áp của Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Hồng Kông là bà Carrie Lam. Bà cần từ chức, nếu không tôi bảo đảm với bà rằng trước lễ kỷ niệm 22 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, không chỉ 1 hay 2 triệu người mà còn nhiều người hơn nữa sẽ tham gia cùng chúng tôi chiến đấu cho tới khi chúng tôi giành được quyền tự do và quyền con người cơ bản ở tại Hồng Kông. Đó là lời của anh Joshua Wong vừa mới ra tù ngày hôm nay, nói như thế thì lòng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái tiếng nói của một người thủ lĩnh trẻ của năm 2014. Lúc đó anh mới chỉ có 17 tuổi. Yeah. Thưa quý vị, và bây giờ anh là một người chững chạc sau 5 năm. Khi nói đến chuyện này, thưa quý vị, chắc quý vị cũng nhớ năm 2014 anh em chúng tôi đi sang qua Hồng Kông thực hiện cái cuộc mà gọi là những cái phóng sự nhiều ngày liên quan đến phong trào dù vàng. Thì nhân đây chúng tôi xin nhắc lại kỷ niệm ngày xưa một tí, rồi cũng khoe với quý vị một tí. Tôi cũng đã từng được phỏng vấn anh Joshua Wong. Xin bạc ở đây cái hình ảnh chúng tôi phỏng vấn anh Joshua Wong cách đây 5 năm. Anh Joshua Wong lúc đó là phải là vô cùng trẻ, 17 tuổi. Mà lúc đó tôi thấy tôi cũng còn trẻ anh giống. Đương nhiên là trẻ ít nhất là 5 năm. Đó, thì đó là một cái kỷ niệm mà tôi với anh Đỗ Dũng cũng không thể nào quên được. Hai anh em đi lang thang 2-3 giờ sáng để gặp Joshua Wong lúc đó là vô cùng khó. Vâng. Nhưng mà tôi may mắn làm sao hai anh em đi lang thang 2-3 giờ sáng, tự nhiên Joshua Wong đi bộ một mình. Không, đi không, ngoài đi cũng mấy người. Đi đại khái, không mà anh đi không có phải là có một cái đội ngũ bảo vệ gì. Không, không có cái chuyện nguyên đó. Nguyên suốt cuộc biểu tình nhưng thì anh mà không ai bảo vệ. Thì, chúng tôi gặp và bắt được anh và phỏng vấn. Và đây là hình ảnh là ba anh em, anh Trúc Hồ, tôi và anh Đỗ Dũng là những cái đêm mà đi làm phóng sự á. Ngồi có như la lết tất cả các hè phố của Hồng Kông, ngủ nhiều khi nằm luôn ngoài đường. Còn đây là hình ảnh tôi với anh Đỗ Dũng làm thực hiện một cái phóng sự để mà gửi về cho quý vị và chung quanh là các sinh viên Hồng Kông biểu tình trong cái năm đó. Thì thưa quý vị, đó là những hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ nhận thấy là cái anh Joshua Wong, thì phải nói đó là một kỷ niệm rất là tuyệt vời cho cá nhân chúng tôi trong cái nghề báo chí. Không biết anh Dũng nghĩ sao? Thực ra thì cũng may mắn, kể lại cái chuyện nó phải đầu đuôi nó tí xíu. Dạ. Anh Long nói vậy thì nó bà con không nhớ. Hôm đó là 2 giờ sáng, tất cả mọi người gần như là mệt mỏi. Trước đó thì Joshua Wong nó được báo chí vây quanh rất là đông, không thể nào mà vô mà phỏng vấn được, nhất là cái lúc mà người ta biểu tình. Nhưng mà đêm về thì bắt đầu người ta ngủ, bà con nằm lăn la liệt ở ngoài lề đường, thì Joshua Wong đi một vài người bạn nữa. Thì trước đó tôi có đến tôi hỏi xin phỏng vấn thì anh không có cho. Anh không cho tại anh nhìn mình có là ai đâu, mình cái đài nhỏ chả biết SBTN là cái gì hết á, đại khái là như vậy. Thì anh từ chối, anh bảo là bận rộn lắm, phải đi nhiều, ok thì bận rộn thôi đi. Nhưng mà một hồi tôi đi bên lòng, tôi thấy anh đang đứng trả lời một đài ABC Hồng Kông. Thì vừa mới trả lời xong tôi đến tôi nói liền, đây là tôi nói thẳng luôn với anh luôn. Anh chơi vậy là không đẹp. Tại sao tôi hỏi anh phỏng vấn thì anh không cho, anh bảo anh bận rộn mà bây giờ anh trả lời phỏng vấn đại ABC Hồng Kông. Thế là anh bảo ok, vậy thì anh hỏi đi, tôi có 2 phút thôi. Tôi với anh Long là mỗi người hỏi được 2 câu hay 1 dạ, câu. Dạ, 2 câu. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà phải kể với quý vị như vậy, nó không phải đó là không dễ đâu. Mình không có trách anh cái chuyện đó, là anh cũng bận rộn, nhiều cơ quan truyền thông lớn bao vây, với lại vô rất là khó. Nhưng mà may mắn tôi đến tôi nói thẳng, mà tôi cũng nói cầu Âu được thì thôi, nhưng mà tôi nói thẳng hay chơi vậy là không đẹp, thấy không? Thì anh cũng lịch sự, anh bảo vậy thôi, tôi có 2 phút, anh phỏng vấn đi, muốn hỏi gì. thì đó là cái chuyện xảy ra năm 2014. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện Hồng Kông và những cái gì mà diễn ra ở tại Hồng Kông chắc chắn đặt cho chúng ta rất nhiều câu hỏi kế tiếp, là cái phong trào của biểu tình này thật sự đem lại cái kết quả đúng như ý người Hồng Kông hay không? Hay là chúng ta chờ đợi một chuyện gì nữa? Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần của SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.